bạn, các bạn khỏe không? Hôm nay mình đi câu đây các bạn ơi. Thêm một ngày đi câu cá thu nữa. Thành ra cá thu cũng gần hết mùa rồi. Thôi bắt được con nào bắt rồi. Hôm nay đi câu với lại Captain Ba. Đây có anh Uncle Lu. Rồi có anh Châu nè. Châu hai đi rồi. Ồ, Captain Ba mới xuống nè. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị chạy ra câu cá thu. Rồi mấy chuyến trước thì chuyến nào mình câu cũng đủ số, có ngày hôm cách đây 2 ngày mình đi mà có cũng được có 5 con gì đó thôi, mấy này mấy con ma hì gì đó thôi chứ không có nhiều đâu, mình ra mà không biết hôm nay có cá không, mà cứ đi thôi, có không được không có không được, đi chơi mà. Rồi bây giờ chuẩn bị đi đi mà không có thì buồn lắm thôi. đi câu cho vui mà không có thì cũng hơi buồn. Không có thì buồn lắm. Vậy à. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp trai rồi. Đẹp chưa? Người về từ Cali đây. Cái thằng tuần vừa rồi nè. Đó, bút mình đó. Đâu chưa rồi, nó thằng mình cho cá hả? Thì mình cho cá đó. Nó kia nó contender mà. Đâu, bút mình. Đồ cái này thở dễ luôn anh chưa? Thở dễ lắm. Thở được không? Mà anh đeo vậy là cá nó đâu có nhận diện ăn được, đâu có biết mấy em thua đâu có nhận diện ăn được. Đẹp chứ. Nó nói không biết anh này, không biết anh này anh nào. Nhận, có em thua không nhận thì em hồng nhận. Mà em hồng, mà em hồng mãi ngoài khơi chứ em hồng nào mà nhận. Em thua không nhận thì em hồng thì em diễm. Dạ. Diễm kiều liên rồi đó. Là vậy hả? Anh cũng quen biết nhiều em quá hả? Tưởng đâu anh chỉ có kết mấy em thu thôi đúng không? Nhiều khi thu là hồng cũng được. Rồi à. Em nào thích cắn câu thì cứ cắn vô mình thấy không? Hồng cũng được mà thu cũng được. Rồi bắt đầu chạy đây các bạn ơi. Rồi chạy đi. Ông cứ lu hút hợp, ông cứ lu hợp. Tướng cướp bật tiểu đường hút hợp. Ủa cá thu gì mà sao kéo rác ra, cá này cá gì mà cá thu đâu. Ông để cái rác ra nhiều quá rồi đó. Thu đạm. Những câu ai à? Mở lưỡi ra. Đợi chút. Đợi chút đó, tôi đang cầm mấy cái phone quay lên đi. Rồi. Thu này đụng nó đéo chịu, nó không chịu chạy không á. Thu này bị liệt hay sao á. Thu gì thiếu liệt. Thu liệt dương rồi. Giống thu ảo á. Đúng thu ảo hay thu nhỏ. Cá thu quá mà. Không biết thu gì. Ô cái chai này. Cá thu mà không được cá thu lớn thôi. Thu nhỏ baby thu. Baby thu. Cứ bắt lên cho ta. Baby cũng bắt. Baby thu. Ủa nó nhỏ mà nó chạy dữ. Còn sức mà. Nó nhỏ, chín bây giờ nó sức nó dày. Chín bây giờ đó. Ủa, Uncle Lu thích mấy em trẻ không à? Đâu có thích mấy em già đâu. Cái này chắc keeper mà thôi. Này cậu bán này. Dữ hả? Ủa, nó gầm mấy cái phone khó khâu lắm. Ủa, ông kia này ông chơi 3 lưỡi đồ mà ăn vô là chết. Ủa, chạy đâu rồi. 7 lưỡi rồi chứ phải thành 3. Nó 7 lưỡi chứ 3 lưỡi đâu. Trời cái này cũng ok. Cũng ok nó mới. Để cái rác ra nhiều quá. Đâu rồi. Rồi. Rồi lên được chưa? Rồi. Lấy cứ ra. Ông lấy ra mọc cứ ra. Ủa này cũng say chứ. Nó không lấy ra mọc cứ giữ thôi sao nữa. Ông sợ mất.
mẹ con cá thôi mà cứ sợ mất không à? Có con sợ mất chứ. Con cua mất là phải rồi. Có con mất là phải. Chị không sợ mất rồi chứ sợ mất cá. Ồ con này, ồ con lớn đấy chứ. Mất trên đầu à. Ồ. Ồ con này con nhìn thấy nó nhỏ mà sao nó lớn dữ vậy ta. Ừ. Ừ. Ok. Một tay mình cầm camera, một tay mình hút cá. Double hook up. Thôi à, cậu quá đừng có đưa cái cần đó ở ngoài, cho nó ở ngoài đi, cho nó quay từ từ đi. Đúng chưa, đúng chưa? Nè, nè. Đó cầm đi, đó hút đi. Đưa còn cái khấu nữa không? Còn cái cá nữa nè. Được, được, chỗ đâu có cơ. Cho tôi thấy mặt đi. Đó. Rồi, khấu đi, khấu đi, khấu. Ờ con này nhỏ. Rồi, cho lên rồi hút con kia. Cho lên đi rồi tính sau. Đó. Rồi bỏ đại vô nó chơi. Sơn bỏ đại vô đó đi. Đại hút con này đi. Lẹ lên, mới đi Cali về có chuyến rồi, chậm chạp chứ. Về qua đó không làm gì mà qua về này thấy chậm chạp thế. Rồi, hôm nay con này nữa là em có cá này. Bốn người uống con rồi. Con này chắc to á. Good size king. Ngay đây luôn. Ừ, mấy cá nhỏ xíu ấy. Hey, yes. Ừ, nó chạy dữ mà làm dữ rồi. Con này phải thu ảo không? Thu ảo con này thu lớn chứ rồi thu ảo đó. Quăng lên luôn. Này thu lớn chứ rồi thu ảo đó. Thu lớn. Thu lớn à. Thu lớn hả? Ờ. Này baby. Hook up, Uncle Lou hook up. Nhỏ à. Nhỏ thả đi thôi. Ồ cũng ok nó mới chứ nó nhỏ đâu. Thả bớt đi. Cái này bớt đi. Ồ. Ồ nhỏ xíu à. Thấy đến dữ. 3 4 giờ. Phải rồi. Nè về đo coi. Đo coi đủ tuổi không? Người ta câu cá to mà ăn mà toàn là cơ thích mấy em trẻ trẻ không cái mấy em trẻ trẻ mấy em mấy 30 không. Ồ. Ồ quá đất rồi. Hụt rồi. Ủa còn. Bỏ gì xuống? Bỏ gì bây giờ đang ấy mấy cá này. Con nào vào trước? Châu vào tới chưa? Rồi đây đi qua này, đi qua này đi anh Châu. Đi qua em, qua. Qua. Ủa nó ăn lần 3 cân luôn đấy mẹ. Rồi cân của em hụt rồi. Quay đi, quay đi. Câu dính câu vào nhau rồi nè. Cứ quay đi, cứ quay đi. Cứ quay sao bóng nó dài thế. Ồ. Châu hút á, bật Châu hút á. Ủa anh cá của anh nó ăn nó chạy qua nó mang cái câu rồi. Ủa sao ăn lu ăn làm phiền tôi quá vậy, tôi đang câu anh chứ làm phiền tôi hoài. Câu không có cá rồi anh làm phiền hay sao? Đợi chút rồi. Gỡ nha. Gỡ đi. Gỡ đi em quay video. Cảm ơn anh Châu. Cảm ơn anh Châu. Ồ con này 20 pound đó. 20 pounder, 20 pounder. Ồ, nó hít hai cái mà của. Con cá của em ăn bỏ lên trên luôn đi, có mấy cá kia nó phá mồi á, còn mồi không? Hết rồi. Câu em dính rồi, rồi cứ ồ con này good size lắm á. Good size lắm á. Cứ bắt cá đi để tính sau. Tính câu của bá. Ừ, cứ bắt nó lên để tính sau. Nó nằm ở đấy không sao đâu. Ồ,
cũng ok thôi, có nuôi câu. Đâu quay để chạy lại mà. Rồi, 9 con rồi các bạn ơi. Hút cơ lu hút ớp. Hướng cướp bật tiểu đường hút ớp. Ồ, đi Cali về không biết còn sức để kéo cá không đây? Còn. Vậy à? Ồ, 7 ngày đợi mong mà. Ồ, 7 ngày đợi mong à? Ờ, 7 ngày đợi mong mà. Rồi, ú dè, con này bự nha, con này 30 bao đó. Cái này là phần thưởng cho Cali nè. Rồi, nó chạy đâu này? Đúng, con này chạy mạnh lắm nhá. Dưới trên nó dưới rồi. Ủa dính câu hoài rồi. Hai bà câu với nhau rồi. Giờ cứ bắt cá đi rồi tính sau. Ủa con này bự lắm nhá. Dứt sai á. Dính hai ba cần. Giải quyết đi, giải quyết đi. Coi cách giải quyết đi. Thế thì giờ bắt cá trước đi. Vậy à? Vậy à? Rồi, đâu quầy, đâu quầy. Cháu đã cá khá không? Tay ạ. Tay. Đúng rồi. Rồi, cơm này. Rồi. 11 con rồi các bạn ơi. Đây, giờ để mà cái này nè. Rồi, 11 con, thêm con nữa là đủ số. Đổ đá gì đây này, bỏ lên trên thôi, cái bỏ lên trên làm gì? Vậy thôi. Gỡ cá đi đã. Bạn ơi, nãy giờ mình được 11 con rồi, thêm con nữa này mới đủ số chạy vào. Buổi sáng này nó ăn chậm lắm mà. Mãi tới gần chiều trưa rồi nó bắt đầu nó ăn nay rai. Có cá mà nó không có nhiều đâu, cá nhỏ mà được có 1-2 con lớn à. Còn cứ 7-8 bao, 10 bao trở lên rồi. Hôm nay tàu của cơ dân miền Tây nó đi, hôm nay đi trễ lắm mà nó chắc nó được 7-8 con rồi đó. Cầu thêm chút nữa rồi, cầu khi nào chán rồi về rồi. Mấy con nó hơi nhỏ. Nếu mà cầu đủ số chắc chạy vào luôn rồi, bên cầu thêm nữa cầu thôi. Hôm nay trời đẹp lắm các bạn ơi. Trời hồi sáng này nó hơi nóng rồi, bây giờ nó gió nó cũng có khoảng chừng 10 mao gì đó, hồi sáng sao khoảng 5 mao gì đó. Bây giờ nó có chút gió nó mát này. Hồi sáng nó nóng lắm mà chịu không nổi đâu. Bây giờ nó ok rồi, bây giờ câu là perfect condition này. Bây giờ mình chuẩn bị chạy vào đây. Giờ cũng 3 giờ 10 rồi, cũng trễ rồi. Ráng câu thêm con nữa cho đủ số mà câu nãy giờ cũng cả nửa tiếng rồi mà không thấy gì, chắc chạy vào luôn này. Để vào rồi chứ giờ ráng thêm chút nữa rồi về ở nhà cũng mệt lắm, mà về ở nhà vòng rửa tàu rồi chạy về ở nhà cũng phải 6-7 giờ 7-8 giờ mà. Rồi mai có thể mình đi câu nữa, thành ra mà thôi về đi rồi tính sau, về rồi mai tính sau thôi, chứ giờ ráng thêm chút nữa rồi giờ nó không ăn rồi, không biết đợi bao giờ mới đủ 12 con. Giờ 11 con rồi cũng ok lắm rồi, 4 người 11 con là cũng good rồi. Bắt đầu chạy vào các bạn ơi, chạy vào khoảng 20 phút là vào tới bến rồi đó. Lẹ lắm, nay trời đẹp lắm, mà hồi sáng thì nó không có fit gì đó, hơi nóng mà giờ thấy nó gió nó mát lắm, mà giờ cá nó chậm rồi, nay được có 11 con rồi cũng ok đó. Chạy vào mai đi tiếp.
chạy tới chỗ rửa tàu rồi, chắc rửa tàu xong rồi mình cũng về thôi. Nào, giờ cũng che rồi, 3 giờ mấy 4 giờ đây rồi. Đây này cá này các bạn, đây đây cá câu này được có 11 con thôi đó. Thôi giờ mình cho cái ấy về rồi mai tính sau thôi.